Đúng rồi, nó cứ là kiểu như là mà nó mất tích, nhiều khi đang cãi nhau á mà cái ổng làm như vậy, cái xong mình mất cười bên trong, mà kiểu nhiều khi cãi rồi bây giờ bấm cái gì đừng có mà ê tội nghiệp người ta cà lâm rồi bay cũng chữ người ta bay không phải cà lâm mà chồng em giống như là không xác định được ổng đang nói cái gì. Thôi chen luôn không xác định được anh chỉ bỏ tuổi là bị á, nó lấp bắp ham. Rồi qua những cái tật xấu của chồng đi, bây giờ chúng ta cùng đến những cái mặt tốt của chồng nha. Rồi thì đó giờ sinh nhật của em hay là những cái lời mà cầu hôn rồi nọ, ổng có lãng mạn không? Trời ơi, cầu hôn mới tức là tới lúc mà em đi chụp hình cưới luôn vẫn chưa cầu hôn em. Tới mức mà chụp hình cưới là sắp xong rồi ổng mới cầu hôn em. Ví dụ mà ngày phụ nữ Việt Nam hay gì là em sẽ tặng cho mẹ chồng, xong rồi mẹ em, rồi bà nội, rồi em tặng hết. Cái xong cái em đợi hoài không có hoa của em gì hết trơn, em buồn mà. Xong rồi chồng em kêu là anh có ở đợi hoa nhưng mà nó giao chị yếu không, có nào mà nói chị em ơi anh yêu em rồi này nọ anh thương em không, không bao giờ nói đâu, không nói luôn, không nói luôn, không có nói. Rồi sinh nhật hai đứa chỉ nhắn tin thôi à. Nhắn mà có tin nhắn nào mà cảm thấy mà xúc động không? Chưa đó, không có luôn nha. Thằng chồng là kỳ vậy, tôi tức vậy trời. Lúc đẻ xong lúc đẻ thôi, lúc đẻ em đẻ tôi với Bình Dương lận, đâu ai xếp hoa xuống Bình Dương đâu. Bạn em hỏi ông là ủa sao ông tặng hoa này sao á, cái ông cũng vô ông tự thú với em luôn. Bình Dương sao quá, người ta không xíu em ơi, cho nên là không tặng hoa em được. Qua câu chuyện đi ha. C, câu chuyện chồng này không có lãng mạn lãng ơ gì trơn, nhưng mà thương là thương đúng không? Chồng em có phải là người tiếp người lãng mạn hay không? Dạ lãng mạn. Dạ sao vụ gì cả rất lãng mạn. Thường hay viết những dòng tin nhắn rất là lãng mạn, tuy nhiên sai chính tả hết. Tuy nhiên sai chính tả hết. Tại vì sao? Và thường hay có tại những có một học hết luôn 12 lên đại học luôn. Dạ, mình sẽ rối loạn sai chính tả động sâu vậy? Luôn á anh, sai chính tả mà động sâu không biết đang viết cái gì luôn á. Dạ. Dạ chào anh tên gì ạ? Dạ em tên là Nam, anh Nam. Nam, anh Nam. Dạ. Anh Nam khỏe không? Dạ em khỏe. Trời quá, phải mèo là mặc áo hình con mèo luôn hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao mình không vẽ cái râu hình con mèo luôn anh? Ồ, ý tưởng tuyệt vời đó, để ý tưởng tuyệt vời đúng không? Dạ đúng rồi. Hoặc là mình có tiền mình xăm luôn anh. Mình xăm 6 cọng dâu mèo cho em. Em sẽ suy nghĩ, em sẽ suy nghĩ. Dạ anh ơi, em là hám tử hôn nhân. Dạ, ngày hôm nay anh tư vấn cho em là ngày hôm nay khách mời, mà đặc biệt là khách mời nữ, mà anh biết là đó nữ rất là hung dữ anh ơi. Không biết có cái món nước nào mà khi mà mình uống vô, cái tâm tính mình thay đổi, mình sẽ hướng thiện hơn. Nói chung là nó mở lòng hơn, nhẹ nhàng, tinh khôi hơn, bớt dữ không anh? Thì em gợi ý cái món là trà đào. Trà đào. Dạ. Ủa tại sao lại uống trà đào vậy anh? Dạ tại vì cái món này thứ nhất là nó rất là phổ biến. Phổ biến. Như là ai cũng có thể dùng được, có vị thanh thanh của đào, vị ngọt ngọt một xíu và vị chua chua một chút. Vậy bây giờ là mình uống một là trà đào, hai là trà vải đi anh. Tại sao lại uống trà vải anh? Dạ tại vì cái trái vải đó là cái trái mà nó rất là thơm. Cái trái này là rất là nhiều người ưa chuộng. Dạ rồi bây giờ còn chần chờ nữa, anh sẽ chỉ em món là một là trà vải, hai là trà đào. Cái này có dễ làm không anh? Quá dễ luôn. Quá anh. Quá dễ đúng dạ, anh? Dễ. Dạ cảm ơn anh. Rồi dạ. Quyết tâm nha. Yeah. À trà túi lọc nha. Này nó là nguyên chất luôn anh. Dạ. Wow, đã có khói bốc lên cao. Rồi. Dạ. Đầu tiên mình chế một xíu thôi anh. Túi lọc vải. Dạ rồi sao nữa anh? Dạ, sau đó là mình sẽ nguyên liệu tiếp theo. À, nguyên liệu tiếp theo. Dạ, miếu 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 miếu. Anh ở quán tiệm mèo miếu 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 miếu. Anh Út yêu mèo không? Nếu mà yêu anh hãy nói có đi anh. Em mệt mỏi quá anh ơi, em mệt mỏi lắm anh à. Em biết cái cảnh đi vô trong quán mà trả lời em hết à. Quán mình hình như có mèo thành tinh hay gì nói tiếng người được hả anh? Hả anh? Anh thử quay lại coi sao. Quỷ quỷ. Trời hết hồn. Hết hồn anh. Ủa? Anh. Trời anh Dương Lâm Đồng này. Ủa sao em làm người em làm mèo vậy em? Tưởng em làm mèo thành tinh không á? Em muốn tạo sự ấn tượng. Ấn tượng em? Thì đến với anh. Rồi sao nè, dạo này sao nè, có còn quýnh chồng hay không? Bữa đòi chia tay em đúng không? Rồi các em đọc nguyên bài rap về nó đúng không? Dạ đúng. Tối ngàn hiếp nhỏ hoài. Thì em cũng coi chồng em như con em vậy đó, anh thương lắm. Vậy hả? Xin giới thiệu với em, đây là anh Bartender. Dạ chào anh Bartender. Chào em. Thì ngày hôm nay anh sẽ làm những món ăn thật là ngon. Lộn, món uống thật là ngon, quên. Món uống thật là ngon để đãi em. Em thích trà đào hay trà vải hay trà đá? Dạ
Trà đá nha. Trà đào á, trà đào, đào, đào. Dạo này sao rồi, kinh tế sao, ổn định không? Dạ, ổn định. Bạn em đang chạy chiếc xe giống chiếc xe của anh. Trời ơi, em sao vậy, anh mua sao em? Anh mua sao em? Em giàu quá trời. Em không có giàu. Anh trả góp, trời, anh mượn tiền nóng người ta. Em cũng trả góp. Dạ, anh chỉ tiếp theo đi anh. Nãy giờ anh chấu nghề nha, nãy giờ không nói gì hết trơn nha. Dạ, cái này là em đã cho xong hết nguyên vật liệu rồi, trong lúc mình nói chuyện. Em ăn uống gì nữa không? À, cho em trái chanh em ăn. Trái chanh em ăn hả? Cuộc đời mới chua chát hay sao em? Không, nhiều khi giật kinh phong mới phải dắt chanh đó. Trời, con bé này hề hước quá đây. Chanh là thồn đi em. Ủa? Ủa? Ủa em? Sao giờ em mới tới? Dạ. Hai em hẹn nhau mấy giờ? Em mấy giờ? Em uống gì order luôn cưng? Bạc xỉu, bạc xỉu. Bạc xỉu, không có bạc xỉu. Em chuẩn bị cho em trà giải rồi uống. Rồi trà giải ok luôn. Uống không à? Dạ. Không uống thì đi về. Dạ em uống. Mình đi trễ bất đòi hỏi. Dạ dạ dạ. Nha em nha. Dạ. Ủa làm có hai ly rồi em uống gì ta? Dạ anh là ly đặc biệt. Dạ anh xong chưa? Dạ xong rồi anh. Vô anh ngủ vậy ạ. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bye bye anh. Cái này nhà của ta đó mấy đứa. Ờ, ở nhà của mình vậy. Vậy bây giờ còn chần chờ nữa, chúng ta hãy cùng nhau để mà môi gan rút ruột, để mà trải lòng về những cuộc hôn nhân của chúng ta nhé. Xin mời các bạn lên lầu. C C. Dạ đây của người. Dạ cảm ơn. Dạ đây của người. Dạ cảm ơn. Trời riết em dư cùng cung nữ quá vậy. Cái gì vậy mấy em? Thôi dạ lỗi chứ. Mấy em không phụ anh mấy em. Không có bắt anh làm đâu. Trời ơi, đi ba tầng mà anh đi thì cũng sạc đùi luôn vậy á. Rồi sao rồi? Tâm sự đi, hai bé ở ngoài quen nhau chưa? Dạ biết ở trên mạng, dạ. Chứ chưa gặp. À biết trên mạng à, mà nãy giờ thân quá ha. Nãy giờ thấy vui vẻ quá ha. Giống em biết anh á, em cũng mừng với anh á. Thôi biết đâu, gặp có một lần mà sao em kỳ vậy em? Nết em kỳ vậy. Là ngày xưa quen chồng sao cũng có vồ vập như vậy không? Dạ không, là chồng em vồ vập em không bao giờ vồ vập ai. Em không bao giờ vồ vập ai cả. Ê, tôi nghe nó, ơi cuộc chương trình khác là tôi nghe câu chuyện của mấy người rồi. Dạ. Bầu trước. Đúng rồi. Trời ghê quá à. Quen 6 tháng có bầu 3 tháng. Ghê. Ồ, quen 6 tháng có bầu 3 tháng. Tháo bạo quá, cái đó là ai chủ động trước? À. Em. Điền quá. Chồng em rất chồng là dễ thương. Chồng em chuốt say em. Chuốt say em. Chúa cho say. Chồng em là lớn em bao nhiêu tuổi? Chồng em lớn em 2 tuổi là bằng chị Thanh, sinh năm 97 luôn. Nè hai em á, ai cũng lấy chồng trẻ hết. Thì khi mà trong cái cuộc sống nó có gặp gì khó khăn không? Khó khăn là chồng em vẫn còn trẻ trâu quá. Chồng em vẫn còn trẻ trâu quá. Với lại cơ bản lập đó, chồng em không kiếm tiền. Nay lưng em kiếm tiền, chồng em đi theo phụ phụ xương xương. Xong rồi về than, trời ơi đi thôi mệt, không mệt quá, đi luôn. Tức là không đặt một cái cảm xúc vào người phụ nữ đúng không? Xong rồi đi làm về mệt, cũng thấy chồng nằm chơi game. Ờ, nằm chơi game, lê láng, trời ơi, không có làm gì hết trơn, mà em chửi. Chửi hả? Em chửi. Rồi khi mà em chửi vậy, chồng có chửi lên hay là giận hơn kiểu nít? Chồng em kêu lại hả, ở nhà tôi giống như một con chó. Con chó. Tôi giống như một con chó, tôi bị vợ chửi, tôi không lên tiếng. Ở cô cưới người khác coi, người ta có đập vô mồm cô. Dạ nói em vậy đó hả? Là bữa cái đoạn rap mà đòi chia tay với em là cái tâm lý mà ức chế quá. Lúc đó là ức chế, sao em viết bài thơ. Em viết bài thơ chứ không phải bài rap đúng không? Bài thơ trong nốt của em, xong rồi sau này em thấy vui, em kêu quay chung với em. À là quay chung là cái tình cảm có thật của vợ chồng. Dạ. Vậy bây giờ xin mời chị coi đoạn rap đó. Anh mệt mỏi lắm rồi. Nếu có sao anh không làm chạy em nữa. Đứng lại. Đứng lại, bước đây. Nghe tao nói nè. Nếu như có kiếp sau, cho tôi đừng làm gái. Đời chỉ biết đẻ đái, không được làm gì sai. Nếu như có kiếp sau, cho tôi được bá dơ. Ở dơ vợ tôi dọn, tôi chỉ cần nhìn thôi. Nếu như có kiếp sau, cho tôi làm văn thánh. Đó, thích thì bấm điện thoại, rảnh thì ngồi chơi game. Nếu như có kiếp sau, đừng giống như kiếp này. Cưới thằng chồng hở cái là lại đòi bỏ tôi. Trời, anh xin lỗi. Làm gì em chửi anh ghê vậy? Hả? Wow. Dần vô dần quá trời, hay ho quá trời. Hay thiệt. Còn em sao? Chồng em có tật xấu gì không? Em nghĩ chồng chị nhiều khi chắc cũng vậy, là có cái buồn ngủ mà mặc 2-3 ngày. Ờ không hay luôn. Trời ơi, nó cởi ra cởi vô đúng không? Bận tới bận lui, bận xuôi bận ngược. Thì có ở đâu em, nó đâu có ra ngoài, đâu có vận động, có chạy gì đâu mà chảy mồ hôi. Đã một mặt một ngày là phải thấy có mồ hôi một kê ghê lắm. Mà có khi nào mà em ngồi gần và em nghe cái mùi từ trong cái quần nó bay ra chưa?
Em chưa nghe được mùi nhưng mà em không thể. Nhưng mà nhìn cái họa tiết nó hoài bực bội. Chị nhìn cái mà mặc quần cái con mà cái con gì? Con gì? Thú mọi dịch đó. Ai là thích mặc cái quần con thú mọi dịch? Trời ơi, chồng chị bận con báo hồng. Con báo hồng hả? Rồi có này em góp ý chồng em, anh ở dơ quá không? Không, chửi luôn. Chửi sao em chửi sao? Kêu lẽ trời ơi, nghĩ sao mua quá trời đồ luôn. Thì anh thay đi, nhà cũng có máy giặt mà. Cứ mặc cái quần đó hoài, mặc xong anh đâu có đi ra ngoài đường đâu mà dơ. Nhưng mà nó ghê lắm. Mặc xong rồi ví dụ mà đi vệ sinh hay gì đi. Còn thật xấu là em không thích là đang ngồi ăn mà ở mình. Ở lớn lắm không? Ở, nhưng mà nhiều khi đang ngồi ăn, đang ăn không miệng à. Thôi không có chịu được đâu nghe. Ủa mà dù mà ở ngoài dù vợ chồng không nói gì, nhưng mà khi mà ra ở ngoài rồi đó, đông người đó, khi có ba mẹ vợ đồ, khi mà gặp anh Minh rồi đó, thì đó có khi nào mà ở không? Không. Không, là nhà hai chồng thôi. Mà ở là ở cho đã cái nư đúng không? Ờ, mà hả, hồi trước là gặp là lúc nào cũng nha, là cũng đẹp trai, đồ ngon làm lắm, nhìn là thấy mà. Nhìn là thấy mà là thèm rồi thêm. Mà giờ là nhìn là thấy quải chè đậu chán trường, thuộc mút. Rồi sao chồng em có gì thú vị không? Chồng em có một điểm thú vị đó là dạo gần đây rất là mập. Mập nhưng mà phủ nhận cái chuyện mình mập. Và sau đó bắt em dẫn đi tiêm tan mỡ. Tiêm tan mỡ đàn ông mà không chịu tập gym. Hai vợ chồng dẫn đi tập gym, tập đúng một buổi về bỏ. Vậy bây giờ chích tan mỡ. Chích tan mỡ. Rồi bỏ. Sao nữa em? Hai đứa đều chích tan mỡ nhưng mà chồng em không có sự thải mỡ. Thêm tật xấu này, giờ kể là thêm tật xấu là đàng hoàng của chồng em nè. Sao? Chồng em nói là anh mới mua cho em cái áo hai lỗ với cái áo ba dây, rồi anh tưởng tượng bận hai áo đó làm sao? Áo hai lỗ với quần ba dây hả? Thường là người ta áo ba lỗ với áo hai dây, chồng em bị lộn á. Thành áo hai lỗ với áo ba dây, chỗ áo hai lỗ là chọt cái đầu nó ra qua. Là cái đó nó cố ý hay là nó tự nó nói vậy? Nó tự như vậy luôn anh, nó trong nhà. Nói chung là từ xưa đến giờ rất là nhiều cái ngôn ngữ, nó em bực bội lắm rồi. Hôm qua mới vừa hôm qua luôn nè, mới vừa hôm qua luôn. Anh ơi, mua vô nhà thuốc mua cho em cái băng gạc. Băng gạc vừa từ cái chỗ xe đi bước trong đó, cô lấy cho con cái gạc tàn. Cô lấy cho con cái gạc tàn. Hay quên, nó vô nhà quên. Nó vô nhà thuốc điện thoại mua cái gạc tàn. Em kìa mua cái băng gạc, nó vô nó mua băng ca mới sợ em ơi. Hiểu không em? Ủa? Rồi chồng em thú vị thiệt. Rồi nó mê game đúng không? Nó mê game. Ừ, nó chơi game ngày đêm luôn làm sao? Chơi nhiều, chơi cũng nói chung là cũng nhiều so với cái mức em cho phép. Dạ. Yeah. Nên em bắt phải hạn chế lại, không là đập điện thoại. Chồng em có hút thuốc không? Dạ không. Có gái gú không? À dạ không, chồng em thích những thằng con trai. Gặp con trai là ôm hung, nói chuyện với trai là trái tim. Chồng em rất thích trái tim. Thả tim hả? Thả tim. Nói chuyện với trai thả tim. Chuyện với trai thả tim. Ừ. Dạ, còn chồng em sao? Cái nào mà có cạnh nào mà cãi nhau mà lớn ơi là lớn không? Có, lớn dữ lắm luôn. Là tụi em cãi xong tới mức mà kiểu nhờ bây giờ sao không sống nổi nữa phải không? Ly dị. Vậy luôn hả? Nhưng mà nhiều khi xong rồi coi phim nhiều quá, xong cái cũng bị nhiễm á. Cái coi là một cái nét cho thẳng thắn. Ly dị. Đúng rồi, em hay coi với người phụ nữ đó. Đó kiểu vậy. Bớt coi phim nha em nha. Coi phim tay đình tan nát. Chồng em thì kiểu lúc đó là kìm trước. Chồng em kêu là đừng có nói cái câu đó. Dạ không thích không? Nhưng mà tôi muốn. Trời ơi. Con bé được con nít quá ha. Không, em con nít thôi vậy luôn. Nó kể chuyện hề với chị thiếu nhi vậy. Hai vợ chồng em là trời, giống như là ly dị là con cửa miệng đi ra tòa hoài luôn á. Quen mặt cái bà ở ngoài đó, quen mặt tụi em luôn á. Ủa có nào ra tòa không? Đó, đi ra tòa rồi, đi ra mấy lần luôn. Xong mà cứ thiếu hồ sơ xong đi về quê. Còn nhà em tự viết. Em tự xé giấy, em tự viết luôn. Em viết người ta, em viết người ta. Là em có sẵn nội dung đầu luôn hả? Cầm điện thoại cái em lên em search lên đơn ly dị viết người sao? Ôi vậy luôn. Trời ơi, hai chồng con nhỏ ra ngoài kia kêu ta làm giùm, in giùm hả? Không, em tự viết ở nhà luôn. Tự viết nhà riết ở trong phòng, có một quy định là không được để cái bút nào trong phòng, sợ viết đơn ly dị. Vậy hả? Trời thú vị quá vậy. Viết nhiều lắm, viết rồi có gọi là tái bản năm 2016, tái bản năm 2017, tái bản năm 2018, 2019. Không, mà chồng em là người nóng tính hay không, hay là người em là người nóng tính? Em là người nóng tính, chồng em lúc nào cũng là kìm trước. Rồi khi mà cãi lộn ai là người xuống nước trước? Ổng là ổng là ổng hết. Vậy hả, tội nghiệp chồng em quá vậy. Em không bao giờ là người xuống nước trước, dù là kết thúc mà em cũng không bao giờ là người kết. Em đúng không? Không, chồng em bị cái tính là ổng không có nói nhiều, ổng ít nói kinh khủng luôn. Mà cái xong cái ông mỗi lần ông nói cái ông cứ bị cà bắp bắp á. Cà lắm á hả? Cái xong cái khó chịu luôn, nói cứ đúng rồi, nói cứ là kiểu như là mà nói mất tức, nhiều khi đang cãi nhau á mà cái ổng làm như vậy cái xong mình mất cười bên trong, mà kiểu nhiều khi cãi à bây giờ bấm cái gì đừng có mà ê tội nghiệp, người ta cà lâm rồi bay cũng chữ người ta bay. Không phải cà lâm mà chồng em giống như là không xác định được ổng đang nói cái gì. Thôi chán luôn. Không xác định được. Dạ. Nó chỉ bộ tuổi là bị á. Nó lắp bắp ha em.
Rồi qua những cái tật xấu của chồng đi, bây giờ chúng ta cùng đến những cái mặt tốt của chồng nha. Rồi thì đó giờ sinh nhật của em hay là những cái lời mà cầu hôn rồi nọ, ổng lãng mạn không? Trời ơi, cầu hôn mới tức là tới lúc mà em đi chụp hình cưới luôn vẫn chưa cầu hôn em. Tới mức mà chụp hình cưới là sắp xong mà ổng mới cầu hôn em. Ví dụ mà ngày phụ nữ Việt Nam hay gì là em sẽ tặng cho mẹ chồng, xong rồi mẹ em, rồi bà nội, rồi em tặng hết. Cái xong cái em đợi hoài không có hoa của em gì hết trơn, em buồn mà. Xong rồi chồng em kêu là anh có đợi hoa nhưng mà nó giao chị yếu không? Có nào mà nói chị em ơi anh yêu em rồi này nọ, anh thương em? Không, không bao giờ nói đâu. Không nói luôn không hả? Nói luôn. Không có nói. Rồi sinh nhật hai đứa chỉ nhắn tin thôi à. Nhắn mà có tin nhắn nào mà cảm thấy mà xúc động không? Chưa nói. Không có luôn nha, thằng chồng là kỳ vậy. Tôi tức vậy trời. Lúc đẻ xong á. Lúc đẻ. Em đẻ tôi với Bình Dương lận, đâu ai xếp hoa xuống Bình Dương đâu. Bạn em hỏi ông là ủa sao ông tặng hoa này sao á, cái ông cũng vô ông tự thú với em luôn. Bình Dương sao á, người ta không xíu em ơi, cho nên là không tặng hoa em được. Qua câu chuyện đi ha. C, câu chuyện chồng này không có lãng mạn lãng ơ gì trơn, nhưng mà thương là thương đúng không? Chồng em có phải là người tiếp người lãng mạn hay không? Dạ lãng mạn. Dạ sao vụ gì cả rất lãng mạn rồi. Thường hay viết những dòng tin nhắn rất là lãng mạn, tuy nhiên sai chính tả hết. Tuy nhiên sai chính tả hết. Tại vì và thường hay có tại những có một học hết luôn 12 lên đại học luôn. Dạ, mình sẽ rối loạn sai chính tả động sâu vậy? Luôn á anh, sai chính tả mà động sâu không biết đang viết cái gì luôn á. Dạ, nó viết sao kể nghe coi. Ví dụ như em bị ai chửi đi, nhắn tin qua hăm he người ta, mày nói gì vợ tao, mày thích, mày thích, mày thích, mày thích, mày thích thì mày đưa cái địa chỉ, nổ cái nổ trong ngã nổ. Mày nổ cái địa chỉ qua tao qua tới tận nhà mày luôn vậy. Mày đó thôi vậy đó. Rồi xong rồi hay có những hành động lãng mạn giống như là mua hoa tặng em vào những ngày nào, hai ngày nào cũng mua hả? Không, dịp một là dịp đẻ, hai là dịp lên tòa lý dị về. Ủa vậy đúng là hả? Mua hoa tặng để cho xui bớt đi đó. Tự nhiên em đi từ tòa về xong thấy con có bông ở trên giường, em trời ghê quá à, làm gì trời trời, chắc tưởng quay lại ai gì đã quay lại thì dạ yeah. Rồi cái gì nữa không? Rồi tổ chức sinh nhật cho em, xong bữa đó chồng em chở em lên, anh buồn quá tự nhiên đó sinh nhật của hai vợ chồng su xong su đúng mà su xong rồi cái xuống mở cửa cái em thấy bà em đứng đó, ủa trùng hợp có con đi quán này là chợ trùng hợp, xong hồi nó vô thấy nguyên một vàng luôn ba mẹ hai bên. Có cảm xúc sao? Vui lắm, vỡ òa, em muốn khóc nhưng em khóc không được, em mắc cười quá em vui. Thì không, ảnh lãng mạn đúng không, thấy chị thấy trẻ 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 non non vậy thôi nhưng mà cũng lãng mạn. Rồi, sau những cái đó sau không, những mà cái chồng đó em nha. Chững chạc nha đó, mà chồng em cũng có làm bất ngờ luôn, nhưng mà giống như vài cái hành động của ổng là em có thể nhận ra được ổng đang làm bất ngờ. Đâu sao vụ gì kể ra coi. Tinh ý quá không? Giống như mình để ý quá hay sao á, giống như sinh nhật em là hồi tháng 6, ổng chở em đi học, xong rồi tự nhiên cái em quay qua cái em thấy ổng đang cầm máy quay vậy nè. Ông mình giả điên đi mấy khúc là mình giả điên đi. Thì giả điên bởi vì mấy gì giả bộ là quay cười thôi đi vô đó, nhưng mà thực chất là trong đầu em là em đang suy nghĩ là chắc có làm cái gì. Tại vì bình thường là hai vợ chồng sẽ đi vô phòng luôn, mà anh này kiểu tự nhiên cái đi vô phòng khách. Mà vô phòng khách phải mở đèn mà ổng không mở đèn. Trời ơi, tắt đèn. Tắt đèn. Trời ơi, làm gì em chồng? Thổi nến. Là có mấy đứa chồng, có hai đứa hả? Hai chồng hả? Đâu, có thêm bạn bè nữa. À, là bạn bè đã tụ tập ở nhà rồi. Tụ tập ở nhà rồi. À, là... Em chỉ ngạc nhiên cái khúc mà bạn bè thôi. Mà anh thấy vậy cũng được rồi, tại người ta... Chồng em nhạt lắm. Thì nó nhạt nhưng mà cũng cố gắng tạo lãng mạn, vậy là được rồi. Miễn bên trong yêu thương là được rồi. Rồi xong cái vấn đề mà là lãng mạn xong thì bây giờ đến cái vấn đề mà kinh tế gia đình. Ở nhà là ai giữ tài khoản? Này dây với chị nói nè ha. Ba. Em. Vậy luôn hả? Ngày trên cho chồng nhiêu tiền? Không cho gì luôn anh. Ồ vậy nó ăn nó sống bằng gì em? Rồi bạn bè nó sao em? Sẽ nát gì em? Ủa gì vậy? Đâu có gì đâu mọi người. Sao vậy? Thì hiện nay tức là nói chung là hai đứa em dính với nhau 24 nha. Bây giờ em đi nè, ở nhà là ai cho nó ăn? Nhà mở tủ lạnh tự ăn đi, trời ơi là trời. Lại không cho tiền luôn hả? Không, lâu lâu em cũng có cho, thì cho đủ ăn, đủ xài, đủ mặc vậy thôi. Thường cho cỡ 200-300 ngàn, nhiều khi cho mấy chục ngàn. Em cũng cho 200-300 ngàn. Mà chồng chị có tự ý là kiểu là thôi nhiều quá, anh không lấy đâu. Nhiều quá không lấy, hạ xuống còn 100 ngàn. Ủa vậy đó hả? Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với một trò chơi nó dễ thương. Đây là những chiếc thẻ bài mang tên là thám tử hôn nhân. Thì ở trong chiếc thẻ bài này có những cái tiêu đề. Bây giờ ai mà bốc trúng cái tiêu đề đó phải kể cũng như là chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, coi như là chủ sĩ đó nha. Bây giờ Thanh nè, Thanh là người mà gọi là từng trải, một người mà gọi là đã cũ. Cũ đi với chồng em, nhưng mà đối với anh hàng xóm thì vẫn mới em nha. Rồi dở lên, đọc coi. Tạo cảm giác mới lạ cho chồng. Trời ơi, xê luôn.
Rồi sao, cái hay cảm giác thì, ở đâu? Trong chị này, trong chị vợ chồng thường là chồng em là người chủ động. Vì chồng em là một người rất là thích vợ mình trong một cái thân hình đàn ông mượn pyjama, áo tay dài, quần dài, không make up gì cả, mặt trắng bệch, môi không son và đầu tóc rối ren thì chồng em rất thích. Vậy thích hả? Nhưng em cảm thấy đó chính là một cái sự dối trá. Em nghĩ rằng là đàn ông bất cứ ai cũng thích vợ mình sexy. Đúng mà không có nói chị. Em là bad girl cho bộ váy ngắn đúng không? Vậy thôi em quyết định, rồi. Em sẽ mua những bộ đồ ngủ thật là sexy, ren rũng. Ren rũng, lọt khe. Lọt tới lọt lui, lọt nhiều chỗ luôn. Đó. Xong ngày hôm đó em tắm rửa thơm tho. Em sử dụng những thứ thật là thơm tho cho những cái dùng cần thơm tho. Xong em vừa mở cửa bước qua cái xong chồng. Chồng ơi, sao mà chồng em hay sao? Nổi gì vậy em? Cái gì vậy trời? Có khinh ra mặt luôn em. Đúng rồi trời. Gì vậy em? Gì vậy? Làm gì vậy? Ai dạy em vậy? Ai mướn em vậy? Trời gì? Cầm chưa? Mình ta đập mặt liền không? Không thiệt, không đụng với người em luôn. Vậy đúng rồi. Trời ơi, cho em giống như là máy lạnh nó phà cho mặt em, giống như người em nó lạnh như một cục băng vậy đó. Không ai sưởi ấm em anh. Em chết liền luôn em. Em muốn chết liền trong bộ đồ sexy đó. Lần sau, em quyết định lần sau mình sẽ làm lại lần nữa. Em biết chồng thích màu trắng, em bận đồ màu trắng, đầm mũi trắng. Xong rồi, em mở cửa đi qua phòng cho em. Trời hết hồn. Trời ơi, tưởng mai không à. Trời ghê quá em ơi, ghê quá. Trời ơi, trời ơi, anh lại em luôn á. Trời ơi, em đừng có mặc cái này nữa. Ủa, em thích. Ở trong nhà này em có quyền mặc bất cứ điều gì em thích. Ok, xong vậy thôi để anh xuống anh nấu cơm anh ăn. Xuống dưới ngồi luôn. Không dám lên nữa. Không dám lên nữa luôn. Không dám lên nữa. Không hồi nữa. Em nản rồi, em thấy nản rồi. Em qua kim hay bộ pyjama lên rồi. Tối đó là có chuyện. Tối đó gì? Là gu của chồng em là thích pyjama. Pyjama tay dài. Cái bộ mặt trắng bệch của em là gọi là thích cái sự hoang dã. Hoang dại. Cái sự mộng hoang dã. Và chồng em có những cái gọi là tạo cảm giác mới lạ cho em ngược lại nữa nha. Đi trên anh, đi trên xe hơi. Búp lịch đâu em? Búp lịch đâu em? Gì? Thử lần bóp lịch không? Thử lần bóp lịch qua đường không? Cái gì mà? Cái gì vậy? Trời ơi, quỳ lại. Rồi xong chưa? Chưa hết. Chưa hết. Qua nhà bạn chơi. Trời ơi, vô đây nó nghe cái này. Ôi, đúng rồi. Ở quỳ lại, ổ nó nghe, dữ chưa, nó nghe dữ. Tức là tạo cảm giác không gian mới lạ. Bây giờ mình trong thân hình nhỏ nhen, nhỏ nhắn như vậy thì mình có cái gì gọi là tạo cảm giác mới lạ cho chồng bao giờ chưa? Lúc này em cũng muốn tạo cảm giác mới lại cho chồng để kiểu chồng không bị chán á. Đó chưa, đó là những người phụ nữ. Đúng mà em mặc á, cái xong cái chồng em, ủa hôm nay mặc màu đen, hôm nay mặc màu hồng hả? Ủa rồi sao chứ để màu đen nữa, giống con thú mỏ dịch berry nữa. Ủa mà sao hôm nay mặc đồ ren vậy? Ê nhìn ghê quá. Ủa ghê nữa hả? Trời ơi kỳ quá. Ủa vậy đó hả? Anh Lâm. Hả? Gì? Mình có bao giờ được chị Quỳnh tạo cảm giác mới lạ chưa? Không, Quỳnh nó cũng nhạt như anh thì anh là người gọi là sống động, anh làm nghệ thuật á. Ví dụ nhiều khi anh đi làm về, ví dụ nhiều khi anh cố tình anh quấn khăn đồ vô. Gọi là đi đường quyền á em, nói chung là... Rồi. Nói chung là những cái tư thế nhưng mà vợ như nó sao á, nó không thích những cái đó. Thích luôn. Không thích nha. Bởi vậy có người diss người đát đó vậy. Đúng rồi. Vâng. Khi chốt lại chủ đề cảm giác mới lạ cho chồng này thì ngoài việc ở trên giường ra thì ở trong cuộc sống tất cả chúng ta đều nên tạo cảm giác mới lạ cho chồng để cho cả hai đều luôn quấn quýt vui vẻ, cảm thấy mới mẻ về nhau nha mọi người nha. Yêu thương nhau. Dạ, yêu thương nhau. Rồi bây giờ tới bé nè. Móc đi. Chén cơm thèm phở. Trời ơi, chén cơm thèm phở. Em là em tự tin với bản thân em là em không chén cơm thèm phở luôn. Là em là cảm thấy chồng em là cũng ngon hết á. Về luôn hả? Là cái tô cơm rất là ngon hả? Ngon hoài là em muốn ăn hoài luôn. Ngày nào muốn ăn hết mà không cho. Còn em sao? Còn em hả? Em không có kiểu như là đang quen người này nhưng mà lại suy nghĩ là sẽ tiến tới người khác giống vậy đó. Còn về những vấn đề như là đánh ghen đồ này nọ hay là chồng đánh vợ ở ngoài phố thì em thường hay đưa cho chồng em nói mày thử, mày làm thử một lần coi tao có xé xác mày ra, tao có chém mày không? Hai chồng mày đau không nè? Mày tao nhiều khi vui. Dạ, thú vị đúng dạ, không? Dạ đúng, nghĩa là bằng tuổi thì nói chuyện mày tao hồi xưa đi, không mày tao giờ mày tao mình. Là quen từ lúc còn đi học tới giờ. Dạ đi học đại học. Cái đúc kết chén cơm thèm phở này chắc không phải nói em đâu. Thì anh lúc nào anh cũng ngon với em hết trơn á. Trời ơi, chúc mừng em nghe. Giờ tới anh, phong cách ăn mặc sexy. Cái này là anh thì có sexy nha. Anh lúc nào cũng ở nhà tập gym rồi nọ, như là thể hiện cơ bắp đồ ngon, ăn vừa miệng. Mà cuối cùng vợ dù nhiều khi công việc stress quá, quản lý shop rồi giờ hai đứa con, rồi làm đủ thứ. Nhiều khi mà những cái chuyện đó như bị gọi là bị hạn chế đi á, nhiều khi cũng buồn lắm. Thương quá vợ. Còn em sao, có nào em tạo hồi nãy cái vụ mà thì cái vụ đó mình bị chồng giả gái đó là em luôn luôn mang tiếng như vậy, nhưng mà không phải hợp gu chồng em.
đúng không? Đúng. Chồng em thích là dở là từ từ giờ, chứ phải nhào vô là liền. Chồng em là vậy. Còn đối với cái phong cách ăn mặc sexy em cũng đã từng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em là con người thích sexy rồi, cho nên là em nào cũng làm cho ổng kiểu nhìn em á mà ổng không tập trung em. Không, anh nghĩ em ra đường em vẫn mặc đồ sexy rồi. Mà kiểu như là mình với một cái mức độ nào đó thôi. Không, anh nghĩ là anh cũng có cảm tình, anh cũng có cảm xúc, nhưng mà nhiều khi đàn ông không nói. Đàn ông ta không nói, phải khó nói lắm. Nói chung là cái phong cách ăn mặc sexy là phải có, đúng không? Phải có để cho nó gọi là giữ lửa, chứ tối ngày mặc bộ đồ bộ hoài hoặc là pyjama hoài, dù nhiều khi cũng sợ lắm em. Nhưng mà không nói, thấy không? Mình phải thay đổi mình. Và bây giờ sẽ là một phần rất rất là thú vị luôn. Những cô vợ này sẽ thử lòng những người chồng của mình để xem phản ứng của anh ta như thế nào. Thanh, xin mời em. Alo. Hello. Đang làm gì má? Đang nằm nhà vậy. Ê, nói nghe nè, biết cái tin gì chưa? Gì vậy? Em bị nhỏ nào bóc phốt ở trong hội kín. Nó nói em là gì biết không? À, có Thanh Trần này nè, vậy đăng mấy clip YouTube chửi chồng tưởng như là hay lắm, như là hack follow rồi xong rồi hả, không hiểu sao lúc nào cũng tỏ ra là mình giữ, là mình quýnh chồng này kia, tưởng chắc vậy là hay, gặp tao đó tao tán vô trong mặt. Trời ơi, em biết nhà đó không? Bây giờ em nhắn tin em cũng biết nhà đó thôi, nó sẵn sàng cho địa chỉ mà, nổ địa chỉ. Anh lên mạng chửi nó. Anh lên mạng chửi nó không? Lên mạng chửi nó không có sợ. Thôi để anh qua nhà kiếm nó luôn. Anh qua nhà kiếm nó luôn, nhiều khi nó dưới tỉnh thì sao? Anh gặp kiếm dịch ở đâu? Nam là anh gặp. Ở đâu trong Việt Nam anh kiếm được? Trời ghê vậy. Trời ghê quá. Nhưng mà giờ nhỏ này thí dụ nhưng mà nó dữ hơn rồi sao? Em nhìn cái avatar mặt nó đúng dữ luôn á. Trời ơi, mình sợ ma, tụt mo liền luôn, dám chửi. Mình đúng là mình không sợ. Mình đúng là mình không sợ. Đúng, nó nói đúng mà, em quýnh anh nó nói đúng mà, có gì đâu. Không, đúng hồi xưa thôi chứ hiện tại đâu đúng rồi vợ. Hiện tại đâu đúng đâu hả? Vậy là nó sai rồi. Trời ơi, ủa sao vậy? Trời ơi, nó quýnh em kìa, anh nó quýnh em kìa. Trời ơi, ủa, à, sao ngồi vậy, trông cực kỳ quá vậy, ủa? Đó ra. Em chào anh. Ủa trời, ai bóc phốt vợ em đâu, bây giờ anh bóc phốt nè. Anh quýnh em á. Thôi, anh chờ anh quýnh em ạ, cảm ơn anh nhiều. Ai là quýnh vợ em là cảm ơn em nhiều. Cái gì vậy má, cái gì vậy? Dạ, cảm ơn em rất nhiều nha, hẹn gặp lại em, bye bye em. Bye bye. Chồng em giải quyết cũng thiếu nhiều vậy. Nó hiền với em mà nó dữ ở ngoài, nó dữ lắm rồi, nó dữ lắm. Dữ lắm hả? Thấy cầm kiếm nhật là thấy sợ rồi. Ừ. Ghê thiệt. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách của Choicy để xem chồng của ta sẽ phản ứng như thế nào nghe. Xin mời. Đó. Đang làm cái gì vậy? Giờ đang nghỉ chứ. Đợi hiểu em nè. Giờ đang ngồi nghỉ giải lao nè. Tự nhiên nãy vô, xong có nhỏ kia kìa. Tự nhiên nó nhìn, đang đứng order nước. Ở đường nước cái nó đứng ở sau, nó đâu biết đâu, cầm ly nước quay qua cái lỡ độ chúng nó. Nó chửi hả, nó chửi quá trời chửi luôn, nó kêu hả. Trời ơi, đi đứng không cẩn thận á hả, nó chửi, nó kêu hả, ba má mẹ hả, tùm lum lá trơn á. Nó chửi anh luôn á. Ê con kia, bây giờ đứng thế nào? Mày đụng vào người ta rồi mày lên đây mày ngồi mày trốn à? Dạ hả? Ừ, lên luôn rồi kìa. Giờ sao? Vậy có gì vậy, với em đẹp hiện tại đi. Mày tắt ngay cái điện thoại ra đây nha. Sao? Đánh nó luôn không? Nghĩ là đang ở ngoài quán người ta đông người, sao em lại làm gì được? Nhưng mà giờ nó chửi kìa, nó chửi chồng con, chửi em luôn kìa. Rồi, để anh xem chạy ra. Ra liền hả? Tự. Ra liền ơi, lẹ đi. Bực quá. Dễ thương vậy? Hay quá vậy? Nói sao? Nó không hiền thiệt hả? Thì đó, em nó không hiền á. Nhìn mà nhìn mặt cũng bậm trợn vậy. Đâu, tại đi đá banh xong bị người ta đá vô mặt á. Sao thấy thương vậy trời. Ê, điện không đi, đừng kêu, đừng có qua nó, em giỡn á. Vậy anh nói chuyện với ổng. Thôi em nói vậy anh ơi. Anh chọc vô đi, nó trời, nãy giờ đi làm mày thử thách thôi, trời, chúc mừng em. Anh mở camera lên đi. Ê, giờ vậy nói chuyện với anh, vậy anh nói chuyện với anh ta luôn đi. Rồi. Nhỏ này đâu quýnh vợ em nè. Chị không có ý gì nhá. Này, em đi ra liền á. Thôi đừng có đánh em, không quýnh lộn nè. Nha. Cản em nhanh lắm. Rồi. Không, này là thử thách thôi. Nhưng mà vợ em nói em nhà hiền lắm, lạnh lùng, thiệt, hiền quá hiền. Em mới dạy em chuyện thôi, nhưng mà ai đụng tới con vợ em là bạc hết. Đụng tới con vợ là bạc hả? Quá trời, cảm ơn em nha. Thôi ngủ đi em, lát giờ em tự đón xe về. Nha, bye bye em. Rồi sau khi mà thấy cái đó em thấy sao, cảm xúc em sao?
xúc động thiệt. Nhưng mà tới có chuyện thì mới thấy được là ổng ổng xôn xáo như thế nào, đúng không? Và bây giờ sẽ là cái phần rất là thú vị, ý nghĩa nhất chương trình, những cái lời tự sự mà những người vợ của mình chưa nói với người chồng hoặc là những người thân của mình. Và bây giờ sẽ là phần tự sự của một cô gái lúc nào cũng thấy mạnh mẽ, lúc nào cũng thấy dữ dằn. Rồi xin mời em. Dạ, cảm ơn anh. À, chồng ơi, biết rằng là tính tình của vợ rất là hung dữ, dữ nhất từ trước đến nay trong số những người con gái chồng gặp. Và đã qua rất là nhiều chương trình, em cũng đã tự hứa với lòng, tự nhủ với lòng là không được quấn anh nữa. Nhưng hầu như là em vẫn chưa làm được điều đó. Và cũng là chương trình này tiếp theo, họ lại kêu em hứa nữa rồi. Thì em phải hứa thôi, em phải hứa rằng là em không quấn anh nữa. Cho anh sống trong cuộc sống yên bình, không bạo lực. Cảm ơn chồng vì ngày hôm nay cũng đã lại tiếp tục bảo vệ vợ, lại đòi đi chém người ta nữa. Khi người ta đụng tới vợ mà thôi, mình sau này mình bớt cái tính đó lại. Nhiều khi người ta chém ngược lại mình, em sợ lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm nha, thương anh nhiều lắm, bye bye. Dễ thương quá trời, mời em qua đây. Thiệu em này, hứa là hứa thiệt chứ không có suông nha. Và bây giờ tới cô bé nhỏ nhắn này, em sẽ lợi cái máy đó và nói những lời thi thầm bên chồng. Thì em cũng hứa là em sẽ nói chung là bớt chửi anh nè, rồi bớt cáu nè. Anh cũng biết tới nay em không có nói ra hết ở trên đây đúng không? Thì có gì là mình hành động luôn, tối nay cũng được. Cảm ơn anh vì đã kiểu chịu đựng em và chăm sóc con cho em thời gian em đi làm với em đi học. Love you. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, mời bé về đây. Ngày hôm nay xin cảm ơn bé Josie cũng như là bé Thanh đã tham gia chương trình.